đi rồi mình luôn là thắng cái này. Giàu nữa rồi. Thì nó đây ăn thịt tôi mà chạy. Xong đánh Trường Ninh xong đóng đánh tem nào. Trường hai bỏ cuộc à? Buồn thế. Anh đánh với Trực Linh 1 luôn. Thắng được Trực Linh 1 là anh vào. Thắng được Trực Linh 1 là khả năng vô địch của các anh là rất là cao. Vâng, trận thi đấu lại đã được tiếp tục sau một turn game power. Game power thì bây giờ trận thi đấu đã tiếp tục rồi. Ta sẽ cùng xem Minwan của Exciter trận thi đấu. Quả nó cũng không phải là quá đẹp nhưng mà nói chung là cũng ăn được. Vâng, đã thấy một bầy hươu đầu. À. Quả hươu thì thấy rồi. Quả ở đâu? Thank you.
bắt đầu để ăn bầy hiêu đầu tiên, quá tù tội. Vẫn phải cắt thêm dân đi dò, không có đồ là em chơi được. Chắc là chơi được. Nhìn kịp sang bên kia. Chắc thôi. X của Ngọc Quyền. Ba Milan của Sang Blut. Hai về. Hai. Tôi nhìn thấy có một tắc hiêu. Thôi còn rất là không được thông minh. Trận thi đấu này thì Nam Trực các anh sẽ vâng đạt giải nhất bảng, nhất bảng, tôi quên mất bảng của các anh là bảng gì rồi. Giải nhất bảng. Vâng, để tôi cập nhật tình hình các bảng khác như nào. Đã trong được cái móng à? Chọc cái móng thì nó đen đấy. Ấy à, công ca. Rồi. Có một bài công ca các kiểu đa điểu nhà màu ba lủng rồi. Vào thôi. Quanh xe bố rồi. À, vác dân đập ca kia, cẩn thận nó đập chết con ca rồi. Rồi. Vào ăn được 4 thằng dân. Và quyết định ôm bom của Ngọc Quyền.
vẫn chưa ôm bom thành công lắm. Ba chỉ loạn nhà thôi. Vâng, đây rồi. Lại có một thằng dân ra cảm tử. Vâng, nhưng mà thằng dân nó đã không hoàn thành được nhiệm vụ cảm tử của mình rồi. Vâng, lần này thằng này thì có khả năng là cảm tử được. À không, vẫn không cảm tử được. Vâng, ca dội chết chém. Ca đấy thọ đấy. Còn đấy là hơi bị thọ đấy. Vâng, 16 Timeline 13/48. Đạo đến Minwan 26/88. Một bài đập dân công phu solo 1-1. Hai anh solo với nhau luôn. Trận này lành ít giữ nhiều rồi. Vâng, có một tên được bơm gỗ. Vâng, Tham vẫn chỉ gọi là hơi bị đè tí thôi, không sao cả. Bên kia đang có màu 4 to thì phải. Vâng, Exciter anh chuyển A.
Quý thôi. Tỷ số là 1-1 rồi.